Qua gì đến từ Việt Nam sở hữu lượng follow lên tới hơn 140k lượt, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, tươi mới. Là những gì mà một trang báo Trung đã dùng để miêu tả cô bạn có tên Trần Phương Anh, đến từ Hà Nội. Phương Anh, sinh năm 1998 là cô gái gần đây nhất được netizen Trung khen nức nở nhờ ngoại hình dễ thương, gây cảm tình với người đối diện. Phương Anh xuất hiện trên báo Trung với những lời khen nức nhỏ. Quả thật, nhìn những hình ảnh của cô bạn 21 tuổi này, ai nấy đều phải suýt xoa người đâu mà vừa xinh, vừa duyên, vừa có vu, nhìn cứ như búp bê vậy. Phương Anh sở hữu làn da trắng, đôi mắt to tròn, và đặc biệt là phong cách bình thường hơi bánh bèo nhưng khi diện trang phục sexy thì cũng cuốn hút không ngờ. Sinh từ bé luôn nè. Khi biết tin mình được lên báo Trung, Phương Anh tỏ ra rất bất ngờ, đồng thời cũng rất vui. Được biết, cô bạn vừa tốt nghiệp trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội. Hiện tại, Phương Anh đã làm mẫu ảnh cũng như kinh doanh tự do. Trông nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi chứ cô nàng này cực kỳ máu kinh doanh. Nhận thức được việc kiếm tiền thực sự không hề dễ dàng một chút nào hết, nên thay vì bữa ăn mấy triệu hay cái túi thì Phương Anh chọn cách dùng số tiền đó để đầu tư dạo. Ngay từ học kỳ 2 lớp 10, Phương Anh đã cố gắng tự lập, không bắt bố mẹ phải chu cấp bất kỳ khoản nào ngoại trừ tiền học. Đến đại học năm nhất, mình đã đủ khả năng để ra ở riêng và không phụ thuộc bất kỳ khoản kinh tế nào từ bố mẹ ngay cả học phí. Không để bố mẹ lo cho mình mà ngược lại mình còn lo cả cho bố mẹ, Phương Anh chia sẻ. Phương Anh luôn tự nhủ dù có là con gái thì cũng phải tự lập về kinh tế để lo cho bản thân cũng như lo cho bố mẹ. Với công việc mẫu ảnh, nhận sản phẩm hiện tại, Phương Anh cũng hết sức trân trọng và luôn cố gắng làm việc thật tốt. Phương Anh tiết lộ, thu nhập của cô bạn luôn ổn định ở mức từ 50-70 triệu tháng. Tuy nhiên, cô bạn tâm sự công việc này tuy kiếm được nhiều nhưng cũng vất vả vô cùng, chứ không hề dễ dàng như mọi người nghĩ rằng chỉ cần mặc đẹp rồi chụp ảnh là xong. Phương Anh kể, có những ngày đi quay chụp chỉ có cơm súp với đoàn hay bánh mì cho nhanh để tiếp tục công việc không bị chậm tiến độ. Và lâu dần gần như đó trở thành bữa chính của những người làm nghề như bọn mình. Rồi sau những bức ảnh của các shop là có những ngày dưới 10 độ nhưng vì cái giấy ngắn hay áo sẽ lại phù hợp với cái túi hơn là áo khoác lông và di ngoài trời lại phù hợp hơn là di trong tu đồ. Vậy là bọn mình phải dậy từ 5-6 giờ sáng ma ke ung rồi di chuyển đến địa điểm chụp giữa thời tiết lạnh kinh khủng hay phơi nắng cả ngày. Thu nhập hiện tại của cô nàng ổn định ở mức 50-70 triệu tháng. Cũng vì bận rộn mà Phương Anh thậm chí còn không có thời gian hẹn hò như các bạn khác. Nhiều lúc cũng tủi nhưng Phương Anh cho rằng điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại cô bạn đã có thể lo được cho bản thân cũng như gia đình. Về phần hình mẫu lý tưởng, cô bạn sinh năm 1998 không có yêu cầu cụ thể nào. Phương Anh chỉ mong muốn gặp được một người có thể hiểu được công việc của cô, thông cảm cho cô cũng như luôn quan tâm, yêu thương cô thật lòng. Một vài hình ảnh khác của cô nàng.